chân em nghe sao vội vã, em đi vào cá trực đêm nay, vào cá trực đêm nay trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em dịu dàng nhẹ nhàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui gián đùa với đàn chim non, ánh mắt em vui như muốn nói em đây là cô gái ngành y, em cô gái ngành y không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y thầy thuốc như mẹ hiền mãi mãi còn trong chim